Trời ơi, lắm máu đẹp thế nhở. Thôi, mang hết ra đây. Trời ơi, lại còn đầy cả vali nữa. Không biết là có mang đi hết được không. Hello mọi người. Ngày hôm nay có lẽ rằng là một ngày rất là đặc biệt với mình với cả Noob Team. Này các bạn thấy gì không? Đây chính là những cái món đồ mà mình lát nữa thôi mình sẽ mang đi chụp ảnh. Đấy, chụp những cái kiểu ảnh rất là đẹp cùng với Noob Team. Thực sự là khá là lâu rồi mình chưa có gọi là gặp Noob Team. Đấy, gặp ở ngoài đời nhá. Bởi vì là mọi người toàn chơi game ở qua gọi là máy tính không à. Có gặp nhau bao giờ đâu. Bởi vì dịch mà. Đấy, thì ngày hôm nay là mình sẽ gọi là ra sân bay này, đón mọi người từ ngoài miền Bắc vào. Đấy, vào trong Hồ Chí Minh. Sau đó thì mọi người sẽ đi cùng nhau chụp với nhau gọi là những cái tấm ảnh rất là xịn sò. Sau đấy thì làm gì? Sẽ đi chơi, xong rồi đi ăn uống. Nói chung là rất là nhiều thứ. Mong rằng là các bạn sẽ yêu thích và đón chờ nha. Ok, còn bây giờ thôi, chắc là mình lại sắp xếp đồ tiếp rồi. Đúng chứ không thì mọi người chờ mình lâu quá rồi. Đó các bạn thấy không? Trời ơi, quá trời đồ luôn, nguyên một cái vali luôn. Đấy, còn đồ trên người mình mặc đây, đây nói chung là chắc là bộ này cũng chụp. Trời ơi, thôi, bây giờ chắc là lên đường luôn thôi các bạn ơi. Kẻo là mọi người chờ. À cái điện thoại, quên mất chưa lấy. Trời ơi, thôi đi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào xem Noob Team make up như thế nào nhé các bạn nhé. Phỏng vấn tí nhở. Ơi, em cảm nghĩ làm sao về sự make up đẹp đẽ này? Rất đẹp à? Thế thôi à? Thế thôi. Thì đấy, quay sang nhìn camera say hi cái này. Trời ơi, công nghiệp quá, như này nó không được. Quay clip chơi game cũng phải công nghiệp chứ, vlog cũng được công nghiệp. Quá chuẩn luôn. Nào, Zeno mới đã make xong chưa? Chưa à? Đang trẻ được đến khoảng 4 tuổi, hay nữa trẻ make up xong là trẻ được 10 tuổi. Liệu rằng cảm nghĩ là sau khi make up xong có thấy mình trở thành con gái được không? Wow. Được à, ok. Tí cho em là con gái. Ok, thế tí sẽ bảo chị make up bôi son nhiều một xíu. đấy, uầy, quả kẹp kia thì mình nghĩ rằng là chắc chắn là... chắc là hiện tại là đang make cho hai bạn, cho Hani với cả Zeno, còn Vanh Pixel với cả Chuột với cả Khang thì chắc là vẫn đang nhổ râu các bạn. Đang chờ được make. Make quá để chờ. Xếp hàng nào. Xếp hàng đây xem đấy. Đây là bốn người chưa make các bạn nha. Tí các bạn thử xem rằng là bốn bạn này sau khi make xong nó thay đổi gì các bạn. Đấy. Rồi ơi đấy. Quá đẹp trai. Giống kiểu cái gì nhỉ? Xã hội đen. Giang hồ mạng không? Đấy các bạn thấy không? Mình là vừa mới thay đồ xong này, make up xong này, vuốt tóc xong này. Luôn trước bình thường là mình mặc kiểu thoải mái ấy. Các bạn thấy không? Mặc áo thun như các thứ rất là đơn giản. Nhưng mà hôm nay nhìn cứ bị làm sao các bạn ơi. Đây, giày đây. Các bạn không? Giày tây, quần tây, xong rồi áo vét. Đây, ở trên này thì đấy. Trời ơi, cà vạt biết các thứ, xong rồi lại còn cái sợi dây gì vàng vàng, kiểu như đeo vàng các bạn. Hơi bị nặng cổ một xíu nhưng mà thôi không sao. Mình nghĩ rằng là cái bộ ảnh này nó đẹp.
bởi vì mắc bội nhìn lịch sự mà bình thường các bạn thấy mình gọi là cute, nhưng mà thôi ngày hôm nay làm gọi là try lịch sự một tí rồi. Đấy thì hiện tại là mình đã make xong, thì bây giờ ra xem mọi người. Mọi người thì đang chờ mình ở ngoài kia, mọi người đang chụp những cái tấm ảnh gọi là đầu tiên đấy cho chính bản thân của mọi người. Thì ok, bây giờ chúng ta cùng đi xem rằng là mọi người mặc gì, hay là chụp những kiểu ảnh như thế nào. Thì đây rồi ơi, bây giờ chúng ta xem đây. À ui, trước hết là pixel bạn nhé. Pixel thì hiện tại đang học, thực sự là các bạn thấy không, con người chăm chỉ đang học, cho dù là bọn mình có đi làm việc hay là đi chụp ảnh ấy. Thế lại đứng lên. Pixel là giới thiệu bạn nào chưa biết thì hiện tại Pixel không có làm YouTube nữa, nhưng mà Pixel vẫn gọi là hoạt động với team chơi cùng nhau đấy, cũng như là Pixel sắp tới là có đi du học đấy. Thì bây giờ Pixel trước hết là hỏi Pixel là phát biểu cảm nghĩ về bộ quần áo đang mặc đấy, bộ rất là xịn sò đấy. Bộ này thì nói trước là mình đi mượn nhé, chứ mình không có tiền mua bộ này đâu. Mình cảm thấy là mặc cái bộ này mình thấy hơi chật trội so với cái cơ thể nó nhỏ nhắn xinh xắn của mình. Từ lúc mà mình nghỉ làm YouTube đến bây giờ ấy, là mình nhớ mọi người nhiều lắm. Thế là thành ra là mình ăn không được, ngủ cũng không được. Ngày ăn khoảng độ 5 bữa thôi, xong là tối ngủ thì khoảng 12 tiếng. Thế là thành ra là mình tăng nhẹ có khoảng hơn 20 cân một tí. Thế là cái bộ này nó hơi chật đối với mình. Đây, ok, đây, trong cái thời gian mà Pixel nói là Pixel ăn thì đây các bạn thấy, đây là Pixel này, tất cả Pixel ăn đây các bạn. Mình cũng không hiểu kiểu gì ạ. Đây, thôi thì thôi Pixel học đi. Thôi mình nghĩ là thôi để cho Pixel đi học đi, chứ bây giờ outfit thì cũng mình thấy là ai cũng mặc vest mà. Bây giờ đi ra đây hỏi. Ủa, hiện tại là có đây có em mình đi, Honey đi. Ủa, hôm nay là một mình kiểu như là một mình mặc rất là lịch sự ấy. Thì em cảm thấy như thế nào đi nhỉ? Chào các bạn nha. Lịch sự thế nhỉ? Hôm nay thì mình nói chung là anh có thể thấy là bình thường mình rất là ăn mặc cute đúng không? Hôm nay mình có một concept chụp hình nó rất là ngầu. Đó, ngầu hơi lòi một tí. Các bạn thấy mình hôm nay xinh không? Sao nào? Giày cao này, uầy, rồi áo cao 2m nha các bạn, ai mình cao 3m. Các bạn thấy giống nữ giám đốc không? Ui giời. CEO à? Đấy các bạn ấy biết rồi đấy, mình cũng nói sơ sơ thôi, nói qua này. Anh em mình có mấy cái xe mẹt đấy, cũng không có gì đấy. Vài căn biệt thự villa ở ven sông Sài Gòn, nó lại đơn giản các bạn thôi. Thế nhá, hỏi thế thôi, giàu quá hỏi. À đây, ui giời, cái gì đây? Kìa, đây, cải kính ra. Hải luôn các bạn thấy không? Đeo kính vào, kính này hơi đắt tiền. Đâu thế nào, đây thì hôm nay cũng có cái buổi chụp ảnh Zeno phải bay từ tận ngoài Bắc vào đây, miền Bắc vào đây. Đấy thì Zeno phát biểu cảm nghĩ đi, bộ đồ mình đang mặc cảm thấy như thế nào đi. Bộ đồ này á, nó cứ bị vướng kiểu gì, nó bị nặng, nặng sức nặng của đồng tiền đó bạn. Theo như mình gọi là hôm bọn mình đi thử đồ ấy, thì cái bộ đồ của Zeno thì cũng, Zeno đã nói nặng rồi, nhưng mà mình thấy rằng là còn những cái bộ đồ còn nặng hơn nữa cơ. Đấy, nhưng mà thôi không sao. À, cái gì đây? Đây là cái gì đây? Cái lông của Zeno. Lông vũ các bạn ạ. Lông vũ. Rồi ok, lông vũ này. Thế nào, có gì không ta? Thế rồi ạ. Thế đây xem nào. Ra đây xem mà ai đây nhỉ? Ui, nhìn đầu gấu thật sự các bạn. Ôi, nhìn các bạn thấy không? Đây. Rồi đeo vào đây. Đấy, ui, khoanh tay vào. Hộp lại. Rồi ok, thì thôi được rồi, thở ra được rồi. Rồi ok. Trả lời phỏng vấn nhỉ. Thì đây xin giới thiệu mọi người, đây là chuột. Đấy, nếu bạn nào chưa biết. Thực ra thì chuột cũng là cái buổi đi chơi chắc là đầu tiên, lần đầu cùng với cả team cũng khá là lâu rồi. Thế nên ra là thôi rủ mọi người vào đi chơi cùng mọi người không chụp ảnh. Đấy thì chuột thì chắc là mặc nhiều mấy cái bộ này rồi, bởi vì các bạn biết rồi đấy, chuột chủ tịch mà. Rồi thì phát biểu cảm nghĩ về chủ tịch nào. Thật ra thì mình cũng rất là trông chờ vào buổi ngày hôm nay. Đấy thì mình đã chuẩn bị cho buổi ngày hôm nay được khoảng 3 tháng rồi. Đây như bộ vest thì mình đang mặc đây là mình đặt từ bên tận Australia về đấy các bạn ạ. Đấy rất là hot on hot luôn. Mẫu hot của năm 2022 nha. Đấy nên là không có quảng cáo nha, không có quảng cáo. Video này không có quảng cáo nha. Nói chung là ngày hôm nay thì rất là mong chờ để gặp tất cả các thành viên của Nook Team rất là lâu rồi. Ok. Rồi thôi ok, ai đây? Tiếp đến là ai đây? Nhìn có vẻ tri thức này, giống như Khang này. Ôi ôi. Đây. Thì vừa nãy mình có nói rằng là ngoài bộ của Zeno ra, Zeno có nói là nặng, về sức nặng và ví, thì đây mình đi thử đồ cho mọi người mình biết mà. Còn một người, có hai người còn nặng hơn nữa, gấp đôi cơ. Đây chính là nặng cái này. Cái này đây. Thì
À, đứng yên không chỗ. Thế bây giờ Khang thử gọi là cho cái cảm nhận về cái sức nặng của cái bộ đồ này và thấy như thế nào nè. Thì hai bên này là kiểu nó chứa kim cương ấy. Nó đính kim cương này này. Thế có mang kim để đi bét guồn không này? Được, được, giấu hôm nay chứ chứ hồng mất sao. Nào, ui, này, các bạn, đây, để yên, nó cứ sáng sáng nhỉ. Cái này thì cũng bình thường thôi, cứ mỗi lần chơi bét guồn thì lấy một viên gắn vô. À, ui giời ơi. Đây, cái của mình thì nó chỉ là inox thôi bạn. Đấy, đây là sắt, cái này thì mình nghĩ là đi ra trời mưa nó xét nó đánh là nó chỉ nó không còn cái gì cả. Ok thôi, đây về cho đây sức nặng ngang với cả Khang ấy thì hiện tại là Vanh đang gọi là tạo những cái kiểu dáng gọi là mình nghĩ rằng là đẹp nhất, gọi là xịn nhất. Đấy, đấy, đang xem ảnh nó check mà anh photograph thì mình nghĩ rằng là rất là có tâm đấy, kiểu nào không được là chụp lại ngay. Anh quay một vòng cho xem mọi người. Các bạn thấy Vanh hôm nay khác biệt không? Hôm nay đám cưới Vanh mà. Ok thì hiện tại mình đang có mặt ở studio. Đấy thì hôm nay là ngày thứ hai bọn mình chụp hình. Thực ra thì ngày hôm qua là chụp hình của toàn bộ nút team, và ngày hôm nay là những ai làm blog Mango ấy thì sẽ đến đây và chụp. Đấy các bạn thấy không? Hiện tại cái outfit của mình nguyên một cây vàng luôn. Rực rỡ luôn bạn, cậu bé vàng đấy. Đấy thì hiện tại là nút team có Vanh, có Zeno, có Khang thì mọi người đang ở bên trong kia. Thì ok, bây giờ chúng ta thử vào xem rằng hôm nay mọi người sẽ chụp gì cùng với cả blog Mango các bạn nhé. Đây, thì mình thì mình chụp xong rồi. Nhưng mà hiện tại là đang Zeno đang chụp các bạn. Đấy các bạn thấy Zeno mặc bộ xanh xanh không? Đấy. Hello. Say hi cái. À, ở đâu nhỉ? Cái, à đây thôi. Đây, hôm nay là bọn mình chụp chụp cho đây, chụp cho vlog Mango các bạn. Còn một cái, có cái biển núp tin đâu ta? Luôn mình vừa mới thấy ai đó cầm đâu nhỉ? Núp cái có cái của hình núp tin. À đây, trời ơi. Mà thấy không? À, xin không? Xin không? Đấy. Ui, tính ra là hợp với cả màu của mình luôn đấy. Còn đây Khang thì chụp xong rồi, Khang chụp đầu tiên. Khang cảm thấy outfit ngày hôm nay như nào? Có vẻ là rất là mát mẻ, nhìn màu xanh các bạn, mát mẻ. Rất là kiểu nó sáng chói luôn. Chưa giờ mặc đồ như này luôn. Đó giờ toàn mặc đồ đen trắng không, tiện nay mặc đồ này nó lạ quá. Tính ra là chắc là mình ở trong team chắc là cái người mặc mấy cái đồ màu nhiều ấy. Còn bình thường là mình thấy Khang hay là Zeno hay là Vanh thì ít mặc màu, toàn màu đen màu trắng rồi đấy. Đây là màu xanh đây, lá cây các bạn. À, cái này hơi cái này cảm thấy như thế nào, có được không, có nhiều bị lạ quá anh ạ, lạ quá. Nói chung là cũng được các bạn thôi. Hôm nay cầm tạm cái này đi, cầm tạm này đi, mang về sẽ làm kỷ niệm ạ. À đây, uầy mình hề luôn bạn luôn đấy các bạn thấy không, chàng trai số đỏ. Đỏ tính ra đây gọn đây tính ra là các bạn có thể thấy là bọn mình giống như kiểu cột đèn giao thông ấy. Cái này mà đứng vào đường là mọi người sẽ đến từng màu là mọi người sẽ phải dừng lại hoặc là đi tiếp hoặc đi chậm đấy. Tính ra là màu đèn này thì không có. Rồi nói chung là, chắc là bọn mình sẽ chụp hình xong ở studio thì sẽ đi chắc chụp thêm một cái góc nữa, đó là góc làm việc đó. Thì thôi hẹn các bạn đến khi đến góc làm việc thì chúng ta cùng xem là bọn mình sẽ chụp cái gì nhá. Thank you.
Mệt quá các bạn ơi. Giờ là hiện tại là đang 6 giờ rồi. Bọn mình đi từ sáng đến giờ chưa có ăn uống gì. Cuối cùng cũng nói chung là đến những cái shot chụp cuối cùng của các bạn. Đây mọi người hiện tại đang chụp mấy góc làm việc các bạn. Đây cho các bạn xem. Thà luôn. Mệt quá. Đâu nhở. Ủa cái phòng làm việc này hơi bị chật các bạn ạ. Đấy nhưng mà không chắc là các bạn vẫn nghe được tiếng mình nói cũng như là xem được cái hình ảnh mà các bạn thấy. Thấy không? Trời ơi. Nói chung là rất là mệt. Thôi chắc là mình sẽ chụp những cái shot cuối cùng. Sau đó mình sẽ đi ăn và mình sẽ quay cho bạn xem là mọi người ngày hôm nay sẽ ăn cái gì các bạn nhé. Cuối cùng mình cũng đã được đi ăn rồi các bạn ạ. Các bạn thấy không? Hiện tại là mọi người đang đi ăn. Trời ơi, chưa gì đã vô rồi. Vô cái cho nó khí thế à. Nào, 2, 3, vô. Ok, các bạn thấy không? Nói chung là mọi người đi làm việc rất là mệt. Đâm ra là đây cũng là cái buổi cuối mọi người gặp nhau cũng như là chơi, đi vui chơi với nhau ở đây. Thì mong rằng là các bạn xem clip thì cũng thấy rằng là bọn mình đã gọi là nỗ lực như thế nào. Đấy, nhớ ấn like đi cho, nhớ ấn like đấy. À đây, quên mất, bây giờ giới thiệu món ăn nhở. Cái này thì bữa ngày hôm nay là Vanh mời các bạn. Đây là cái này, cái gì, ốc. À, ốc móng tay xào rau muống. Ok, còn cái này là sò điệp các bạn ơi. Nói chung là còn rất là nhiều món khác nữa. Đấy thì thôi, bọn mình cứ ăn cái đã. Không phải có món gì mới thì mình lại quay tiếp các bạn nhé. 5 minutes later. Sau gọi là 5 phút chiến đấu thì mình nghĩ rằng là mình đã đủ sức lực để có thể là đi hỏi mọi người xem là cái cảm nhận mọi người sau những cái ngày làm việc mệt mỏi và có được gọi là ăn những cái bữa ăn ngon lành đến từ Vanh mời các bạn. Vanh mời. Đấy cảm nhận xem thế nào. Trước hết là đây, kế mình luôn đi. Khang đi. Khang ăn gì rồi? Nãy giờ đang ăn món gì là chim cút chim bơ vậy nè. Ok. Thế bây giờ cảm nhận trước hết là có thấy ngon không? Ngon, nói chung là đáng đồng tiền. Đáng đồng tiền của Vanh đúng không? Đúng, Vanh bao mà, rất là bán đồng tiền. Vanh bao là ngon. Ok, bây giờ mình sẽ đưa mic cho Zeno xem rằng Zeno cảm nhận như thế nào các bạn nhá. Đấy. Không, vừa nãy là Zeno chưa được ăn cái món chim cút, chim xéo gì đâu. Vanh toàn ăn hết rồi. Tí nữa để Vanh gọi thêm đĩa nữa. Vanh chưa gọi thêm đĩa. Gọi thêm đĩa nữa. Tí Vanh thanh toán. Ok. Thích ăn bao nhiêu thì gọi bấy nhiêu. Vanh thanh toán, ok không? Ok luôn. Nhưng mà nói chung ngon bạn. Mặc dù là mình bị dị ứng hải sản, nhưng hôm nay mấy khi được Vanh mời thì mình cũng cố ăn các bạn ạ. Ăn để cho Vanh vui lòng thôi. Chứ thực ra thì mình không có ăn nhiều đâu. Nhìn mình là các bạn biết mà. Đây, nhường lại cho chủ chi ngày hôm nay. Đây, để con cầm cho cô. Nói chung là cũng chả còn gì lời gì để nói. Thôi mọi người ăn đi. Trời ơi. Gọi thêm đĩa trứng cút lên. À đúng rồi, chị ơi, cho đĩa trứng cút nha. Chào mọi người. Thật ra thì mình cũng không ăn được nhiều đâu. Mình cầm hộ mọi người thôi. Như nói chung là hôm nay thì cảm nghĩ của mình thì quá là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Mình rất là cảm ơn các thành viên của Noob Team đấy. Nhất là Vanh đấy. Bữa này là của Vanh nha mọi người đấy. Còn bây giờ thì mình xin nhường mic lại cho Honey, cô gái xinh đẹp nhất Noob Team. Nói chung là mấy ngày làm việc vừa qua thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng rồi các bạn ạ. Thì thấy ngày mai là phải chia tay các thành viên Noob Team rồi. Còn lại anh mình với lại Kha ở trong này thôi thì rất là buồn. Cho nên là mình cũng không ăn được nhiều đâu các bạn ạ. Các bạn nhìn là nói chung không ăn được nhiều. Nói chung là mỗi thứ ăn một tí thôi. Thì hôm nay Vanh bao nên mình cố gắng ăn. Và hy vọng là sau khi các bạn xem clip này thì các bạn hãy ủng hộ Noob Team nhiều vào. Vì thực sự là mấy ngày qua rất là mệt. Và các thành viên Noob Team thì đã vất vả rất là nhiều. Nên là các bạn hãy cố gắng like và chia sẻ cho Noob Team nha. Thôi, mình lại phải ăn tiếp các bạn ạ. Mệt lắm nhưng mà thôi, cố các bạn nhá. Bây giờ không ăn thì Vanh lại trách, đúng không? Ăn. Ok thì bọn mình vừa mới ăn xong các bạn ạ. Thật sự là cái buổi đi chơi này cũng rất là ngắn ngủi. Bọn người cũng bận rất là nhiều công việc. Cũng như là ra để làm clip cho các bạn xem nữa mà. Nên đâm ra là mọi người chỉ có thể là đi chụp ảnh và đi chơi cùng với nhau đâu đó khoảng 1-2 ngày thôi. Sau đó mọi người cũng khỏe về. Thì chắc là tiện đây thì mình cũng chắc là kết thúc cái vlog ngày hôm nay ở đây. Nên mong rằng là các bạn hãy ủng hộ Noob Team cũng như là toàn thể mọi người ở trong Noob Team nha. Còn bây giờ bye bye.